Chào các bạn, hôm nay thì tranh tường Tân Hương ở Vĩnh Phúc sẽ hướng dẫn các bạn làm một số cây bụi trong tranh phong cảnh 3D bằng màu 3D Agaric. Các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh giúp mình để kênh ngày càng phát triển và mình có động lực để làm các clip tiếp theo. Mình làm rất là chậm, các bạn có thể nhìn rất rõ. Cảm ơn các bạn.